nào ra đời vào thời Lý, thế kỷ 11 và đến thời Lê, thế kỷ 15, có tên gọi ca trù. Hơn 900 năm phát triển và tồn tại, ca trù đã lan tỏa rộng khắp cộng đồng người Việt ở 14 tỉnh thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Ca trù là nghệ thuật có tính chuyên nghiệp cao. Các đào kép sống tập trung theo dòng họ, mỗi dòng họ ở trong một làng hoặc một xóm gọi là làng giáo phòng hay xóm nhà trò. Nhiều dòng họ hợp thành một giáo phường, mỗi giáo phường cử ra một ông trùm phường để điều hành mọi việc trong phường. Hàng năm, các phường đi hát thờ thánh, hát thi ở đình làng. Hát chơi ở tư gia. Và hát trúc hổ nơi cung vua phủ chúa. Khi trình diễn ca trù chỉ có ba người, một đào nương vừa hát vừa gõ phách, một kép đàn chơi đàn đáy và một quan viên đánh trống gọi là cầm trầu. Từ xa xưa, nghệ thuật đàn hát và cầm trầu đã được các giáo phường quy định thành khuôn phép. Quy định về giọng hát đào nương phải là giọng cao, vang, trong trèo. Khi hát, miệng không mở lớn, nhả chữ xong phải đóng khẩu hình rồi ém hơi đổ hột. Đổ hột là một kỹ thuật thanh nhạc đặc sắc của ca trù. Cổ nhân gọi là giọng con kiến. Quy định về cỗ phách. Cỗ phách gồm một cặp phách ba lá, có một dùi đơn, một dùi kép làm bằng gỗ dài chừng 30 phân và một bàn phách làm bằng tre hoặc gỗ rộng chừng 7 phân, dài chừng 20 phân. Phách không phải là nhạc cụ để đào nương gõ từng thì mạnh nhẹ đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ. Phách phải chơi những âm hình tiết tấu rất phức tạp. Quy định về đàn. Đàn của ca trù là đàn đáy. Đàn đáy có chiều dài toàn bộ khoảng từ 1m57 tới 1m62. Thùng đàn hình chữ nhật không có đáy. Từ khoảng giữa cần đàn tới thùng đàn gắn từ 9 đến 11 phím. Đàn có 3 dây, khi lên dây không lên dây buông, mà lên dây khi ngón bấm chặn vào phím thứ nhất. Các dây đàn đứng cạnh nhau, cách nhau một quãng 4. Kép đàn có nghề phải thành thục các ngón bấm, nhấn, rung, chùn, chụp và các ngón gầy hất, vê, lia. Tất cả các ngón kỹ thuật đó được kép đàn thể hiện đầy đủ trong khổ dạo năm cung Nam, Bắc, Huỳnh, Pha, Nao. Quy định về trống. Trống trong ca trù gọi là trống trầu. Người đánh trống trầu gọi là quan viên cầm trầu. Trống trầu hai mặt bịt ra, đường kính 16 đến 17 phân, cao 17 đến 19 phân. Dùi trống còn được gọi là roi trầu. Trống trầu có vai trò bình phẩm một tứ thơ hay, báo cho người nghe khi bài hát hết câu, hết đoạn, thưởng đào kép khi hát hay, phạt đào kép khi hát dở. Để bình thơ, người cầm trầu có thể đánh một trong hai khổ, chính diện và lạc nhạn. Để chấm câu, chuyển đoạn, người đánh trống có thể dùng một trong ba khổ, xuyên tâm, quán châu, thượng mã. Để phạt đào kép, người đánh trống gõ nhẹ và nhanh nhiều roi trống vào tang trống. Âm nhạc ca trù là sự kết hợp tinh tế giữa thơ và nhạc. Sự kết hợp ấy dựa trên những mô hình sẵn có gọi là khổ, khổ đàn, khổ phách, khổ trống, khổ thơ. Khổ tương đương một câu nhạc hoặc một đoạn nhạc có quy định rất khuôn phép ở lòng bản nhưng lại rất cởi mở khi chơi. Tiến sĩ Yves de France,
Chủ tịch Hiệp hội Dân tộc Nhạc học Pháp đã nói, nếu chúng ta so sánh tách bạch từng thành tố âm nhạc trong ca trù với một số thể loại âm nhạc truyền thống khác trên thế giới, chúng ta cảm thấy các thành tố ấy dường như cũng chẳng có gì quá đặc biệt cả. Tuy nhiên, khi tất cả những thành tố ấy trong âm nhạc ca trù kết hợp cùng lúc với nhau khi trình diễn, thì nó lại tạo nên tính căn nguyên độc đáo của ca trù, làm cho ca trù trở thành một hiện tượng âm nhạc vô cùng đặc sắc trên thế giới. Giáo sư Trần Văn Khê khẳng định là ca trù thì có thanh nhạc và khí nhạc. Thì thanh nhạc và khí nhạc có những điểm gì mà đặc biệt đến nỗi các quốc gia không có trong ca trù? Nó tiếp nhiên được hiệu quả rất cao. Và ca trù có cái nguồn gốc ở bên Việt Nam chứ không phải du nhập từ các nước ngoài. Khoảng giữa thế kỷ 20, hiện tượng âm nhạc đặc sắc này đã bị suy thoái nghiêm trọng bởi đất nước phải tiến hành hai cuộc chiến tranh. Các địa điểm trình diễn không còn hoạt động, các giáo phường ca trù tan rã. Chiến tranh chấm dứt, đất nước bước vào thời kỳ mới, luật di sản văn hóa ra đời, nghị định 92 của chính phủ được ban hành. Di sản văn hóa truyền thống nói chung, trong đó có ca trù, đã có hành lang pháp lý bảo vệ. Nghệ nhân dân gian Nguyễn Phú Đệ nói: Tôi dạy được khoảng 30 người tất cả, vừa đàn vừa hát, Thái Bình, Hải Dương, mấy nơi thì ở đây, Hà Nội. Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Trúc nói: Tôi dạy có một lớp, hiện nay là có 4 cháu ạ. Vâng, vừa cháu nội, cháu ngoại rồi chắc. Cháu một hai cháu thì học lớp 6 lớp 7 gì đó ạ. Thế một cháu thì cháu học lớp 9. Một cháu thì nó đi chợ. Cùng với họ còn có các lão nghệ nhân Phan Thị Mơn, Trần Thị Gia, Nguyễn Thị Vượn, Nguyễn Thị Khiếu và nhiều nghệ nhân khác đang cố gắng trao truyền vốn nghề của mình cho lớp trẻ. Đêm thu tiết cha nghe gà gây ràng. Xong, nguy cơ biến mất của ca trù vẫn còn tiềm ẩn, bởi nó đã không còn trình diễn trong sinh hoạt cộng đồng hơn 60 năm nay. 60 năm vắng bóng, nó đã trở thành ngành nghệ thuật có nhiều xa lạ với con người đương đại. Bên cạnh đó, tất cả các nghệ nhân, những người đang độc giữ ca trù đều ở tuổi trên 80, tuổi nay còn mai mất. Để khẩn cấp bảo vệ ca trù, đưa ca trù dần trở lại với đời sống hiện nay, trước hết cần nhanh chóng xây dựng một chương trình hành động quốc gia chính xác, thực tiễn và hiệu quả.